xin chào. Hôm nay gia đình Trai Xanh chuẩn bị về quê thăm ông bà nội đây. Trai Xanh ơi, đi xe ngoan nha con. Nha, ngoan ngoan nha, không có quậy nha. Về quê chơi vui ngoan nha. Dạ đi con. Ok, thôi chuẩn bị xuất phát thôi. Chuẩn xuất phát từ. Rồi đi nha Xanh ơi. Về quê cho nó an toàn. Ôi mát con trẻ. Xin ơi, xin ngủ hả? Đừng vậy nha. Ngoan nha. Giờ uống miếng cà phê. Sau đó sẽ tắt đường. Vậy là ăn cơm. Bà nội đang may đồ. Bà đang may đồ. Hai đứa làm gì đó? Chơi game phải không? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, bắt tay cạnh. Có làm gì đâu. Mê cô Năm ơi, cô Năm có nhiều trò, nhiều đồ chơi cho Xanh mê cô Năm ơi. Phải rồi. Cái cưng quá à. Nội thì đang nấu đồ ăn nè. Vậy hả? Cho cá ăn sao? Ồ vậy hả? Ở trên Sài Gòn là cho cá ăn mỗi bữa luôn ha. Vậy đây là cá dưới sông á nha con. Cá sông, cô Năm hai câu dưới sông á ha. Đây ông nội nuôi chim bồ câu đây nè. Ơi bà nội nội trồng nhiều bông quá kìa. Xanh đừng đi hái bông nha. Ồ có cái ớt hiểm này Xanh ơi. Cái ớt hiểm luôn. Ôi cá ụt kìa. Cá dưới sông ụt kìa.
Đó, lần trước về đây con thấy cô Năm câu cá dưới sông này nè. Xanh lúc đó xanh cũng nghe đi coi câu cá nè. Ở cô Năm bữa nay con có đi câu có câu không? Có. Con coi cô Năm câu ha. Cô Năm có nguyên một vàng lưới câu nè xanh ơi. À. Cô xanh coi cô Năm quăng câu ha, coi có cá không nha. Câu chơi. À, câu chơi. Câu ghiền. Rồi con coi cô Năm câu cá ha. Ôi cô Năm câu cá xanh. Con ạ à, cô Năm đi cô cho cô Năm cho con cầm cần câu. À rồi con cầm. Dạ con cầm. Con cầm đi. Con cầm cần câu đi. Ừ. Giỏi quá. Ừ. À cô Năm. Ừ. Đi xanh đi xanh. Nè con cầm đi. Đi xanh coi cô Năm. Đi xanh coi cô Năm quay quay xoay xoay kìa. Ừ. Nè xoay này nè. Nè. Đó, đã quá ta, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ừ. Ủa cầm nha hả? Cầm câu cá, cần câu hả? Ờ. Ôi, đó. Đã quá ta ơi. Đã quá ha. Dạ đấy con, dạ. À là dạ đó. Đã quá xanh ha. Lấy nhà lấy cá cho con coi ha. Rồi. Cô Năm chỉ xanh cá ha. Cá ha. Phải cá. Ông nội à, ôi con kêu ông trong nội nha, ông nữa. Trời ơi giỏi quá. Kêu ông trong nội nha. Ông giỏi quá. Ôi cá này xin ơi. Cái ôi quá trời cá luôn xin ơi, cá trê. Ừ. Ôi, cho con coi nha. Cá trê xin. Cô Năm mở cho con coi nha. Ôi đất ơi, cho xin về quê mới thấy được. Mà, cá trê kìa, thấy trực tiếp luôn, ở trên cũng thấy cá hàng ngày. Ừ. Mà ở trên thấy dưới hồ á. Ở trên nó có chơi mấy con cá quá trời bự luôn. Ừ. Ôi con cá chê vàng, con cá chê vàng. Đây, nó cá đồng hả con? Cá đồng luôn đó. À, con cá chê vàng nó sao nó muốn nghỉ ngoại ngoại vậy con. Nè con thấy không? Ôi cá đó. Sao thích không? Cá nước miếng. Đã không? Hả? Đảo ha. Ờ bông mà nội chồng này xin đây. Cái gà của ai gì cho nó? Không. Đã. Đúng không? Dạ không ơi, nó không ăn. Nhiều đồ ăn quá, dạ. Cho con bé nè. Thiếu thì từ con ăn hai chiên, nó ăn chiên với cà chua. Rồi, có ạ của Năm đi, cô Năm cắt lại ha. Con muốn coi nữa. Muốn coi nữa hả? Ồ, muốn coi nữa. Con coi đi, đó, con Năm đẩy cá đâu chị bà. Ừ. Ủa, gì thích vậy hả? Rồi đó, con Năm đẩy cho con coi nè. Con kêu cô đi. Cô. Trời ơi. Đó, con kêu lại đi. Con kêu cô đi. Con kêu cô đi. Cô Nam. Cô Nam. Cô Nam gắn câu dính con cá trà ha, kéo lên cho trà sành coi nha. Coi nó dạ đi. À là dạ đó. Ừ. Đã quá trời. Coi cá nè. Nè con thấy nó không? Thích cô cá nè. Đây cô Nam nhúc nhích cho nó nhúc nhích nha. Ồ. Thích quá ha. Dạ đi con. Yeah. Dạ. Sao nè cô Nam nói ông nội con làm cái đồ kia. Con nó đi tàu đi, con nói tàu đi. Ồ, ghê đó con, ghê. Ghê à. Có hai mắt kìa, hai mắt trung bình vậy nè, hai mắt vậy nè. Đó, này là tàu về tàu với miền Tây xin ha. Đó. Con máy bay với tàu đi. Con máy bay với tàu đi, bye bye đi. Giỏi. Giỏi quá tơi. Giờ kêu gì là biết làm hết. Ừ, giỏi quá. Ồ. Con Năm con câu cho con coi nữa nha. Ông nội làm gì? Ông nội đang gục gừng. Ghiền. À quên cho anh Khang hả? À bản ba đòi về trong vườn cho nó đưa qua bản cho nó. Có ha, bên nhà chị có chồng à? Ở trước người ta chồng rồi, à. Đi mất tiêu. Bắt ăn quá à. Không ai ăn. Chim bồ câu xanh. Bồ câu. Chim. Chim. Gà. Con gà mất tiêu à. Cô Năm quăng câu cho. Cô Năm quăng câu cho xanh coi ha. Dạ đi con. Giỏi. À cá hả? Cá hả? Cá. Rồi mê cô Năm rồi. Ừ. Cô Năm có trò cho chơi mê cô Năm rồi. Thích cô Năm rồi đó, xanh thích cô Năm rồi đó. Cô Năm có nhiều trò để chơi, thích cô Năm rồi đó. Ồ cá hả, cô nói cá đi. Con nói cá cho cô Năm nghe. Dạ. Cá. Nè con coi nè nha. Nè cô Năm quăng câu kìa. Nước này mà không đỏ đó cho xanh, nước ở trên nó đổ về nè là cá dữ lắm. Mà cái này nó đỏ quá cái. Hôm sau về là nhớ cô Năm cho coi, nhớ cô Năm chỉ quăng câu nè. Con coi nè nha. Để con coi coi. Ồ. Đó, đúng rồi xong rồi. Đã quá trời.
Câu cá đó con, cô Năm câu cá ha, câu cá dưới sông ha. Dạ đi con, nói dạ đi. Dạ. Dạ xe chạy qua được rồi được ba. Đây quay mi. Ông nội với mi, mấy giường đang nhậu. Chú Phương. Đây xin cho tôi ghe nha. Xong rồi bay vô nha. Cô Năm. Cái gì vậy? Cô Út đang nướng chân gà mà ếch. Ở con chó hướng đó đó hả? Mẹ. Ở chỗ hướng đó đó hả? Con kêu mẹ ơi. Cái gì? Cái gì vậy? Nhà hướng đó đó hả? Nhà anh chim bồ câu hướng đó đó hả? Con đứng nhìn. Nhìn không chớp mắt luôn. Con chim bồ câu, rồi nhìn đi kìa. Nhìn không chớp mắt luôn. Đây chim bồ câu nè, chim câu nội nó nuôi nè. Trời ơi cao bằng 17 luôn rồi, dữ quá. Đang quay phim. Con chim hả? Chim bồ câu hả? Chuột đứng sao như vậy? Đứng hết, chim đứng chim gà. Đó hả? Ủa chim gà đây. Ủa chim gà nguyên con trời. Ủa nguyên con. Trời đất ơi. Đây ếch, chân gà với chuột. Năm rồi, sau năm. Nhưng mà nướng cực quá cực ha. Đâu dư đây vậy? Cái lấy kéo hết ra. Quá trời cực luôn. Có chim lắm. Ồ, chim. Chim bên trời chị ơi. Chim bồ câu hả? Chim bên trời. Ở ha. Ở ngoài trời xanh vô ha. Rồi ho luôn rồi. Rồi ho luôn rồi. Ai xì. Khói quá. Rồi. ghê BTS đâu? Không biết. BTS nè. Qua Hàn Quốc nè. Ôi mưa rồi. Mưa rồi. Mưa lâm râm. BTS qua Hàn Quốc. Cái đầu dữ luôn ta. Đầu qua Hàn Quốc luôn kìa. Thôi. Để lên cho bà nội. Thôi không có lấy ra, để lên. Để lên cho người ta. Nè mấy anh với chị chơi đi con. Nè mấy anh với chị kìa, anh Tư bên đó có đồ chơi kìa. Trời đất ơi vui dữ. Dạ.
Ừ, uống sữa nha. Nằm giọng luôn. Ăn cho bao lâu? Mang trống lớn nha. Học giỏi nha. Ngoan nha. Bây đi, ước nguyện ăn ghẹ đã được thỏa nguyện. Trứng gà thấy vậy cũng mềm quá ha. Mềm quá. Tưởng đâu là nó dai. Về ăn cho vui. Đông vui heo đúng nghĩa. Đông vui heo mệt. Đây, trứng gà nướng. Dẻ hết, hết nướng, chuột nướng. Cái đó tới 6 lít lận. Thầy vừa sao nó bỏ topping vô phải không bỏ? Đúng rồi, mình phải chiều heo, không chiều heo rồi lạnh tẩm á. Nấu xong rồi về luôn, về thôi. Vừa đông lại cái lấy một mà mấy phần lên cho mấy đứa nhỏ ăn. Bỏ lấy đông liền à?
xíu quậy. Phải lại hôn của Năm đi. Ừ. Xin ơi con lại hôn của Năm, con Năm mở cho. Hôn của Năm. Nè. Xin ơi. Hôn của Năm, con Năm mở cho con. Hôn của Năm. Giỏi. Quá giỏi rồi. Trời đất ơi. Giỡn dài lắm. Cười mà còn biết che miệng nữa vậy sao? Bôi trà lồng là bôi trà lồng, bên nữa xà lồng. Em muốn chiếm spotlight hả Lâm Phương? Thôi không quay nữa. Thử thách 6 ngày 6 đêm chạy xung quanh nhà.
háo mấy cây gỗ ra. Rồi kết thúc chương trình.